Hi, xin chào cả nhà. Sau video review một vòng showroom phía trước của Hoàng Bảo Khoa thì có khá là nhiều bạn trầm trồ về độ hoành tráng nơi đây, cũng có các thắc mắc về những vấn đề như là Tesla bảo hành sẽ được thực hiện như thế nào. Ngay bây giờ hãy cùng tụi mình khám phá showroom phía sau của công ty nhé. Ở showroom phía sau này, tuy nhiên phải nói là quá rộng rãi luôn. Đầu tiên là bắt gặp ngay một kệ loa với đầy đủ các loại loa chủ động, loa thụ động, loa kéo, loa có Bluetooth nè. Không chỉ có loa được lắp đặt sẵn, bên đây còn có củ loa rời nữa. Theo thông tin tụi mình nhận được thì củ loa đến từ thương hiệu Etisao và Turbosao, đang được Hoàng Bảo Khoa phân phối độc quyền tại Việt Nam. Củ loa có kích thước đa dạng từ 1 inch đến 21 inch luôn. Quẹo qua trái một chút để cùng ngắm mấy em Amly cho guitar này. Đúng mấy bạn có thể kìm lòng được trước nhan sắc của các em, xin không thể chịu nổi. Trên em nó về vừa có âm nhạc hay, vừa có thể dùng để decor cho không gian của bạn trở nên vintage hơn. Tiến sâu vào bên trong sẽ là khu vực để khách hàng test các thiết bị âm thanh. Với không gian này mà còn được các anh kỹ thuật viên hướng dẫn sử dụng và test sản phẩm thì ta nói nghe nhạc nó phê chữ E kéo dài luôn đó. Đây đây, mục tiêu của tôi đến đây là muốn sở hữu chiếc loa kiểm âm này nè. Mà ở đây có quá là nhiều dòng loa đến từ những thương hiệu khác nhau như Behringer, Tannoy, Oraton. Nhưng mà yên tâm, khi bạn còn đang phân vân thì đã có các kỹ thuật viên tư vấn theo nhu cầu, kinh phí để gợi ý sản phẩm phù hợp nhất. Tôi đã chấm được em Gold 5 này đây. Để biết lý do tôi chọn em máy, mọi người hãy tham khảo thông tin trên website của Hoàng Bảo Khoa nhé. Đừng tưởng là hết rồi, đừng quên Hoàng Bảo Khoa là đơn vị thiết kế, thi công, lắp đặt đa dạng các hệ thống dàn âm thanh như ở hội trường, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, sân khấu hay các sự kiện từ nhỏ đến lớn vân vân. Vì vậy, Hoàng Bảo Khoa có luôn cả những chiếc loa siêu to khổng lồ, đảm bảo phục vụ quý khách hàng với mọi nhu cầu. Điển hình là trong buổi triển lãm Blast Show năm 2022, dàn loa Manchester Series cực chiến đã giúp Hoàng Bảo Khoa ghi điểm với rất nhiều quý khách hàng. Về phần bảo hành, Hoàng Bảo Khoa đã xây dựng trung tâm bảo hành chính hãng ngay tại đây, cũng như thông báo chính sách bảo hành rõ ràng trên từng sản phẩm tại website hoangbaokhoa.com. Các bạn hãy yên tâm mua sắm, bảo hành bảo trì sản phẩm đã có Hoàng Bảo Khoa lo. Tai nghe không bằng mắt thấy, mọi người hãy đến với showroom của Hoàng Bảo Khoa để tham khảo tất tần tật các sản phẩm thiết bị âm thanh, thỏa sức được test sản phẩm mình mong muốn, được nghe tư vấn và nhận được sự phục vụ tận tình từ các nhân viên tại nơi đây. Còn nếu bạn ở xa thành phố Hồ Chí Minh, có thể trao đổi qua hotline hoặc inbox trang Facebook, theo dõi kênh YouTube của Hoàng Bảo Khoa để xem review các sản phẩm trong video sau nữa nhé.